Cà Mau khỉ khọt trên bưng, dưới sông sấu lội trên rừng cọp ôm. Hoặc chứ câu ca dao khác, rừng thiên nước độc thú bầy, mỗi kêu như sáo thổi, địa lộ đầy như bánh canh. Những câu ca dao của những người đầu tiên đi mở đất vùng cực Nam Việt Nam, đất mũi Cà Mau, đã nói lên sự gian khổ của vùng đất. Chúng tôi đến Cà Mau vào những ngày đầu tháng 8 năm 2018 trong chương trình thăm viếng và khảo sát để xây sửa nhà cho các ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Trải qua mấy trăm năm, hiện nay tại nhiều nơi cuối cùng của đất nước vẫn còn nét hoang sơ của thời khai hoang mở đất. Nằm sâu trong huyện Đầm Rơi là căn nhà của người thương phế binh mà chúng tôi đến thăm. Ông là một người lính thủy quân lục chiến, từng tham gia trong trận đánh ác liệt nhất của mùa hè đỏ lửa 1972 tại đồi La Vang, Quảng Trị. Rời binh nghiệp với một phần thân thể gửi lại chiến trường, chưa được bao lâu thì biến cố 1975 xảy đến. Ông buộc phải sống trong khốn khổ, bỏ rơi miệt thị, bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng vì cuộc mưu sinh, ông chấp nhận đến nơi xa xôi, gian khổ nhất của vùng đất Cà Mau lúc bấy giờ để tìm đất cắm ruồi lập nghiệp, mò cua bắt ốc, sống đắp đổi qua ngày. Với một người thân thể lành lặn, công cuộc mưu sinh nơi phần đất này đã rất gian khổ. Ông lại là một người thương phế binh cuộc một chân, công cuộc sinh tồn lại khó khăn bội phần. Nhưng lòng can đảm được tôi luyện từ trong chiến trường gian khổ cùng với sự gan lì đã giúp ông vượt qua số phận, tiếp tục sinh tồn sau 43 năm, cái ngày mà đối với ông là uất ức nhất. Có lẽ căn nhà hiện nay của ông chỉ cần một cơn gió giật mạnh là có thể đổ sập bất cứ khi nào. Căn nhà tôn vách lá với cột kèo mỏng manh cứ rung lên bần bật mỗi khi có gió thổi đến. Mái tôn xi măng đã cũ kỹ, lộ chỗ vết thủng, không đủ che chắn mỗi khi mưa về. Gia đình gồm 3 thế hệ vẫn phải sống trong căn nhà đội mưa che nắng trong nhiều năm qua. Ông cũng đã có kế hoạch làm lại căn nhà từ vài năm nay, nhưng vẫn chưa đủ tiền để tiến hành. Điều mà ông có thể chuẩn bị được là thu gom đất để đắp cao nền nhà, chờ khi có đủ tiền sẽ tiến hành dựng mới. Nhưng biết đến bao giờ ông mới có thể đủ tiền, khi mỗi ngày còn phải vật lộn để mưu sinh bằng việc cột buộc cua mướn cho chủ. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đến với gia đình của ông thương phế binh Huỳnh Văn Tống, Nguyễn Vĩnh Tống, Nguyễn Vĩnh Tống, nhà của ông thương phế binh Nguyễn Vĩnh Tống tại huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau. Có thể nói ông Nguyễn Vĩnh Tống là một người thương phế binh ở xa nhất cực Nam của miền Nam Việt Nam. Hôm nay ông có thể chia sẻ về đời sống, gia cảnh của mình từ ngày bị đi lính cho đến ngày bị thương, rồi sau năm 1975 đời sống ông như thế nào? Tôi tên là Nguyễn Vĩnh Tống, sinh năm 1954. Tôi nhập ngũ nhà lính quân lực Nam Cộng Hòa, lính nhảy binh dũng nhảy dù năm 1972. Tới năm 1974 tôi bị thương, là thương nghĩa binh loại 3 của quân lực Nam Cộng Hòa. Từ tiếp thu tới giờ là tôi không có nghề nghiệp, không có sở gì làm không ra tiền. Hôm nay nhà tôi muốn hư mà không có tiền cất, hai chồng già con tôi đi làm mướn, nên tôi xin đức cha rồi dòng Chúa Cứu Thế cứu xét để giúp đỡ cho tôi được dựng được căn nhà. Cảm ơn. Tiếp xúc với chúng tôi,
ông ít than phiền về cảnh khốn khổ của mình. Tuy nhiên, chứng nghiệm được cảnh sống khá vất vả, thiếu trước hụt sau của ông, chúng tôi hứa sẽ giúp ông làm mới lại căn nhà. Dù cuộc sống còn rất nhiều khắc nghiệt, nhưng tính cách của ông rất rộng rãi, hiếu khách, chân thành và tình cảm. Ông niềm nợ luộc con cua gãy càng mà chủ tặng cho ông để tiếp đãi chúng tôi, và cũng không quên tặng cho chúng tôi thêm vài con cua mang về làm quà. Có lẽ đó là tính cách nhân văn mà ông đã được thụ hưởng từ nền giáo dục trước đây, và cũng là tấm lòng rộng mở của người Cà Mau như sông nước mênh mông của vùng này. Tụi con mai mới về lận. Nó sống dài lắm. Mai á. 3-4 ngày cũng sao. Tôm lũng hay gì nè. Để. Ở đâu rồi? Đây là 5 triệu ha. Dạ 5 con triệu. Con tổ chức 5 triệu ha. 5 triệu chú xây sở thì bắt đầu khởi công ha. Đầu khởi công. Đây có hơi hộp sữa. À, đứa ông ha, ông bà. Cảm ơn. Dạ. Chúa anh.